Duy Mạnh nói thẳng showbiz có rất nhiều người chơi đùa, Hữu Tiến bị bắt không phải vì bạn chỉ điểm. Thời gian này, làng giải trí Việt bất ngờ dậy sóng khi nam diễn viên Hữu Tiến bị bắt vì sử dụng chất cấm tại chung cư trên địa bàn phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, dư luận vẫn vô cùng chú ý về vụ việc này. Bên cạnh đó, động thái của những đồng nghiệp từng làm việc với nam diễn viên cũng được dư luận vô cùng quan tâm. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đã khiến dân tình tranh cãi vì có phát ngôn bị nghi ngờ là đang bênh vực cho Hữu Tiến. Cụ thể, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đã bình luận dưới bài đăng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khi thấy nữ diễn viên có tâm sự buồn về Hữu Tiến. Theo đó, nam diễn viên để lại bình luận hỏi thăm, tâm sự gì mà trăn trở thế em? Đáp lại sự quan tâm hỏi thăm từ đàn anh, nghệ sĩ Hồng Vân đã phản hồi, chuyện này anh cũng biết mà, nó dại dột quá. Tiếp lời đàn em, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh bày tỏ, anh mới biết tối qua, chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm, ở nhà mà sao công an biết vô bắt, bạn với bè hít. Bình luận trên của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh lập tức khiến khán giả vô cùng phẫn nộ và buông lời chỉ trích nam diễn viên. Qua đó, nam ca sĩ Duy Mạnh cũng có những ý kiến về vụ việc này. Trái ngược với phản ứng gay gắt từ một bộ phận khán giả, nam ca sĩ lại bênh vực nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Ca sĩ Duy Mạnh bày tỏ quan điểm, nhiều bạn lên án thậm chí mắng mỏ bố Việt Anh bởi vì cái comment này và cho rằng bố đang bênh vực người nghèo. Các bạn ạ, các bạn chấp với người già đi comment dạo làm gì? Bố comment vô thưởng vô phạt lỡ mồm thôi mà. Thật sự bố Việt Anh là người tốt các bạn ạ. Chắc chắn là bố chưa hề chơi kẹo ke bao giờ, nên bố không hiểu rõ về cơ chế của người nghèo chơi ke kẹo. Nên trong lúc đi comment dạo bố đã bị lỡ mồm thôi mà. Người chơi kẹo ke thường thì rất thích nghe nhạc to và trong lúc ngáo lên thì cứ bật loa to hết cỡ, mà lỗ tai thì nghe nhạc vẫn nhỏ xíu. Nhưng đâu có biết rằng hàng xóm láng giềng họ nghe thấy hết. Mà khổ nổi, nhiều chú nghệ sĩ thì rất giỏi lên sân khấu để nịnh và lấy lòng khán giả. Nhưng về phố xóm thì chưa chắc đã sống biết điều với hàng xóm để hàng xóm quý. Nên hàng xóm họ nghe thấy nhạc to thì họ báo các chú công an thôi. Nếu sống được lòng hàng xóm thì họ sẽ chủ động lên nhắc nhở, rồi dừng không chơi nữa. Nhưng một khi đã bị hàng xóm két thì họ chỉ có mà báo công an thôi. Bởi vậy các cụ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần là vậy. Nói cho cùng là trong giới showbiz có rất nhiều anh chị em chơi đồ, còn bao nhiêu phần trăm bị đồ nó chơi và trở thành nghèo thì không biết. Trong số này chắc chắn không có Mạnh Tokuda, bởi vì Mạnh Tokuda là người trong sạch, còn sạch đến đâu thì tớ cũng không biết, vì vốn dĩ Mạnh Tokuda toàn nói phét, nói Duy Mạnh trong sạch thì không ai mà tin được. Nghe lời Duy Mạnh nói thì có mà bán thóc giống đi mà ăn, Duy Mạnh chia sẻ. Bên cạnh đó, giọng ca Kiếp Đỏ Đen còn tiết lộ nghệ sĩ nhân dân Việt Anh là người dễ thương và hài hước. Lời cuối con có chút lời nhắn đến bố nghệ sĩ Việt Anh như này. Những đề tài về kẹo ke cỏ con nghĩ nó không thích hợp với người cao tuổi như bố đâu, nên bố không cần phải quan tâm và bình luận dạo làm gì bố ạ. Tuổi bố chỉ phù hợp với mấy đề tài thuốc lá, thuốc lào, một chút bia hoặc rượu. Hoặc bố quan tâm về thuốc tiểu đường, mỡ máu, cao huyết áp cũng được, chứ đề tài về chất cấm bố đừng quan tâm bố nhé. Vì chẳng may bố lỡ lời, cộng đồng mạng họ nâng cao quan điểm, vì cho rằng bố cổ suý rồi họ lại ném đá bố, khổ thân bố. Thôi chúc bố mạnh khỏe. Lúc còn nhỏ con rất hay xem kịch Trong Nhà Ngoài Phố và rất thích xem bố diễn. Có vài lần uống cà phê gặp bố, bố toàn xưng anh em với con. Bố là người dễ thương và hài hước, mọi người cũng không nên ném đá và trách bố làm gì. Chỉ vì bố chưa chơi đồ bao giờ nên bố không hiểu bị đồ nó chơi là như thế nào, nên bố bị lỡ mồm thôi. Về phía nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, ông cũng đã có lời giải thích về vụ việc trên. Theo đó, nam nghệ sĩ cũng vô cùng bất ngờ khi bị chỉ trích trên mạng xã hội. Ông bày tỏ quan điểm, dòng bình luận kia là tôi nói chuyện riêng với Hồng Vân, đó chỉ là lời tâm sự của hai nghệ sĩ trong nghề nói về đàn em. Tự nhiên mọi người lại đào lên rồi chửi tôi, lại còn hiểu lầm tôi đang bênh vực Hữu Tiến. Chuyện Hữu Tiến sử dụng chất cấm vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp sai rành rành như thế thì làm sao bênh được. Tôi chỉ thấy xót về sự dại dột của em út, đời người nghệ sĩ mà để tay nhúng chàm thì xem như ảnh hưởng cả đời. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh cũng cho biết ông và Hữu Tiến đã có cơ hội làm việc chung trong một số dự án. Nam diễn viên cho biết Hữu Tiến là một diễn viên tiềm năng và tiến bộ nhanh trong nghề. Chính vì thế, khi đàn em dính vào bê bối sử dụng chất cấm đã khiến nghệ sĩ nhân dân Việt Anh có phần buồn bã tiếc nuối.